khi mà lịch lên đó thì lịch sẽ coi là sẽ mở một cái đàn đi, cái đàn thường cái đàn rồi mọi người sẽ thấy được đây là một cái bộ neo ha, đây đây là một cái loại kim tuyến rất là đẹp. Khi mà mình làm cái neo này, cái này bộ này là lịch làm bằng đếp nha. Khi mọi người uyển chuyển cái bộ neo thì nó sẽ ra mỗi cái tông màu khác nhau. Em thả lỏng, em thả lỏng em, mọi người thấy không, nó sẽ ra mỗi cái tông khác nhau và rất là đẹp. Và cái kim tuyến này khi mình uyển chuyển qua thì nó ra màu khác, hay là để một cái góc này đi đây này ha, mọi người sẽ thấy rõ ha, mọi người thấy không, mọi người sẽ thấy rất là rõ. Để mà pha xa xi nữa rồi cái tay nó mua biển hai còn thấy không đây đó. Khi mình đưa lên nó sẽ ra màu khác. Đây là được làm bằng dip nha, còn thấy không, được làm bằng dip. Sao không thấy điện thoại lại cho anh vậy hả? Hôm nay em busy quá anh Trương, anh chưa có thời gian, với lại em chơi bài nhiều tin nhắn lắm. Các bạn thấy chúng thấy cái màu này không, khi anh đưa lên nó lại sẽ nó ra cái màu khác, và khi mình đưa xuống nó ra cái màu khác. Đây là cái loại khách sạn này gọi là CD ha. Rồi mình làm ra các bạn có hai ba cách để làm. Một đó là mình làm com cũng được, thay vì nhiều bạn làm com hay bị tróc hay là làm rất là khó thì có thể dùng cái màu này ha. Còn không nữa thì có thể dùng làm cho khá sái, hoặc có thể làm cho mấy cái design custom như thế này đó, mọi người thấy rõ không. Rồi bây giờ là sẽ live cho mọi người xem thử ha. Này thì hôm nay là sẽ có tới bốn cái màu kim tuyến như thế này đó. Đây là một cái loại kim tuyến mới anh mới về đó, thì là về có bốn màu chính rất là đẹp đó. Thì những bạn nào thích có thể lên website order ha. Ở khi là mua có này mua thì nó sẽ là cái màu khác. Rồi trước khi vô cái like thì mọi người giúp anh lịch share cái video này nha, để anh lịch like ha. Anh lịch sẽ show cho mọi người xem thử về cái trick mà để làm dip ha. Tại sao nhiều người và các bạn làm dip nó hay bị problem hay là bị này, này kia, thì hôm nay anh lịch sẽ hy vọng anh lịch sẽ share cái con cái like này đó. Rồi những bạn nào mà làm mà không có cúc nối á, cái nào cái đó rồi. Rồi. Đây cái tay này là một cái tay rất là khó làm nha. Cái tay này có cái là nó sẽ bị ọm ở dưới này ha, nó sẽ bị ọm ở dưới này như thế nào, thì hôm nay là sẽ hướng dẫn mọi người làm cách sao để cho cái dip cái neo nó sẽ không có bị angle đó. Thì hôm nay là sẽ show cho mọi người xem thử ha. Rồi đây là cái tay mà lại đã dũa sẵn hết rồi, và cái tay này nói chung nó cũng rất là hơi mỏng. Tại vì sao, tại vì cái tay của cô khách này đó, thì thường thường cái này thì cổ muốn làm cái dip để làm gì cho nó strong hơn. Rồi just now always have good product ở thank you bên này ha. Về xài tất cả những cái sản phẩm gì hết á, là các bạn xài mà các bạn có thắc mắc gì hay là về cái rốt rầm hay không, thì bên công ty luôn lắng nghe, và cũng giống như anh lại hay nói trên live đó. Tại vì các bạn phải nói cho lại biết đó, thì rốt rầm vừa rồi anh lại có cái chai số 2 á, là nó có cái đợt nhất á, cái đợt 2 nó bị rốt rầm cái là trong cái thời gian qua ship á, thì nó bị ảnh hưởng tới cái thời tiết á, thì cái để keo ở trong cái thùng ship nó hơi bị lâu nên đôi khi nó bị đổi. Thì anh lại có nói với mọi người là ai mà bị làm mà bị bột bị nứt á, giống như bị á, thì có thể gọi cho anh lại. Tại vì có nhiều bạn lấy cái chai số 2 của hãng khác khi xài nó không bị, thì anh lại phát hiện ra là cái chai số 2 của mình, nên anh lại đã đổi lại cái chai mới rồi. Thì những bạn nào mà đã bị á, mà làm bột mà tự nhiên bị nứt hết á, thì các bạn có thể gọi cho anh lại ha. Thì đó là một cái rốt rầm nó vừa xảy qua thì anh lại đã fix rồi. Thì những bạn nào mà thì có thể gọi vào để anh lịch ship cho cái chai mới, rồi còn cái chai cũ á, thì anh lịch sẽ gửi một cái hãng lớn để cho nó fix cho mình, cũng như là nó sẽ bồi thường lại cho mình cái chai kia. Với cái đây là một, cũng là một cái kinh nghiệm giống như trong khi làm business anh cũng rút một bài học. Thì ví dụ như những cái hãng, ví dụ đợt sau nó có về á, thì thay vì 2-3 tháng nó hết hàng đúng không, thì anh lịch sẽ đặt hàng xong rồi anh lịch sẽ tag trên cái người mà trong tiệm của mình, cái người mà customer làm việc á, để mình xét trong vòng 3 tháng nếu mà nó không bị rớt rẫm thì mình mới cho lại ra là ra một cái like mới, để làm gì để cho mọi khách hàng được yên tâm hơn đó. Tại vì giống như khi các bạn xài hàng là các bạn có tin tưởng Alex thì các bạn không cần phải check lần hai. Thì giống như Alex cũng đặt hàng những hãng lớn vậy đó, thì mình quá tin tưởng đó. Thì nhưng mà đây cũng một bài học, thì cái chai số 2 nó bị, thì những bạn nào mà bị ha, nhớ có thể liên lạc cho Alex để Alex fix cho. Rồi product sẽ rất tốt bạn.
Ok, thank you Winnie ha, thank you rất là nhiều. Đó, khi mà Alex làm dip á, thì Alex có hai cái quyền Alex box chuyến này này, để cho mấy cái râu ria nó không có bị, và trường hợp nó tránh là nó không có bị, cái đoạn sơn nó không bị đùng. Đó. Khi mình box á, là mình chỉ box ví dụ 1 tới 10, mình chỉ box là 7 phần thôi, đừng box hết. Tại các bạn box hết nó sẽ mất đi cái độ rít nha. À, mình sẽ box hết độ rít. Ở bên này cũng vậy. À, mình bắt box cái độ rít. Đó, bên này cũng vậy. Còn thấy không? Khi mình bắt sạch rồi bên này thì nó không bị, bởi khi các bạn dip nó rất là mượt và nó không bao giờ bị đụng hết. Ok, rồi bây giờ là sẽ thử cho mọi người xem thử nha. Rồi, cái bước đầu tiên mình sẽ bỏ chai số 1 lên. À, mình bỏ chai số 1 lên ha. Bên tiệm rồi. À, đúng rồi. Alex sẽ show cho mọi người xem coi một cái bộ đồ dũa như thế nào ha. Đây ví dụ là một cái ngón này, anh này Alex cũng chưa có dũa nhám, tại Alex cố tình để cho tập mọi người, Alex show cho mọi người xem thử ha. Alex sẽ dùng cái bộ đồ dũa này để khi mình làm dip nó rất là sạch sẽ này. À, các bạn giúp Alex share video này nha. Thêm hai cái chị Tú khỏe chị Tú. Đó, bây giờ Alex sẽ dũa sơ cho sạch nè. Đó. Dũa sơ cho sạch. Đó. Rồi bên này cũng vậy ha, mình dũa sơ cho sạch sẽ hết. Rồi bên này cũng vậy ha. Dũa sát vô. Đó. Cái thằng này có cái hay là nó làm cho cái skin mình nó tròn, nó đều và nó không bị lifting nha. Rồi sau khi xong rồi Alex. Rồi. Hay ha, cái thằng này cũng vậy. Alex sẽ dũa sơ qua một cái nữa. Mọi người nghe rõ phải không? Mọi người nghe rất là rõ đúng không? Rồi Alex sẽ chạy cái bo cái này hay cho nó sạch cái silico này. Đó, các bạn thấy không? Thì khi mình dip mình sơn cái silico lên nó rất là đẹp và nó không có bị giống như bị đùng hay là nó bị chảy ra ngoài da. À, còn thấy không? Cái da rất là sạch đó, bởi khi mình dip á, trường hợp có nhiều bạn nó dũa không có sạch á, thì khi quẹt cái keo nó không có lính dính vô. Thì khi nó không có dính vô nó sẽ làm cho cái silico mình không có tròn. Đó, thì khi nó không có tròn thì nó cũng có thể dẫn tới cái tình trạng là bị lạc màu hay là nó bị lick ha. Đó, thì mình lick chim dũa cho kỹ ha. Cái bộ dũa rất là hay. À, các bạn thấy không? Alex sẽ chạy sát vô đây này ha, cho nó sạch sẽ vô. À, anh Tú khỏe, anh Trọng, khỏe không? Hai anh Vân Đào ha. Bên này cũng vậy, mình chạy sát vô. Đó, chạy sát vô. Còn thấy không? Rất là tròn ha. Đó, thì hôm nay cái nội dung thì Alex sẽ like về cái làm cái khom như thế nào, rồi làm cái dip như thế nào, rồi làm thế nào để build độ cong. Và khi xong rồi sẽ hướng dẫn mọi người làm cái city cut eye và cánh diamond. Và Alex sẽ rải cái kim tuyến nhũ lên. Đó, thì Alex mới ra mà mấy cái màu mới rất là đẹp. Đó, thì Alex sẽ cho mọi người xem thử ha. Rồi để cái là mình có thay đi. Để các bạn thấy không? À, cái màu rất là đẹp. À, các bạn sẽ nhìn rất thích nè. Mà hôm nay các bạn thấy không? Cái bộ của Alex bên nào lại có cái hay là các bạn có thể dùng cho những cái màu lạc nó vẫn rất là đẹp. Các bạn không nhất thiết phải dùng cho những cái màu đậm. Và đây là cái bộ nail Alex làm bằng dip nó cũng ra đẹp giống như là đắp. Thấy không? Mình không nhất thiết phải worry là phải đắp mới đẹp nha. Đó. Rồi khi Alex, các bạn thấy không, Alex dũa sạch sẽ như thế này rồi, các bạn thấy không? Khi nhắc tới dip là mình phải dũa xếp cho chuẩn trước, rồi sau đó mình dip thì nó sẽ nhanh hơn và nó không có bị đùng. Đó, nên khi các bạn nhớ là còn đắp thì sao? Rồi trước khi làm thì Alex sẽ dùng một cái loại dip clear này, Alex sẽ dùng chai số 1 trước ha, để mình làm cho nó sạch. Hai là fan hai chị Lina ha, chị Tú Trần khỏe, chị Tú Trần lâu quá rồi ha, chị khỏe không? À, cũng busy hết ha. Rồi bên này cũng vậy. Alex sẽ bỏ một xí clear lên như thế này, bỏ xí màu bone lên. À, để làm cho cái cổ nó không bị oil hay là bị mess up lên ha. À, còn cái tay này, ví dụ khi các bạn làm dip á, các bạn nhớ phải rờ dưới bàn tay này này. Mình sẽ biết được một người khách làm việc nhiều hay không nhiều. Đó, mình sẽ rờ ở dưới này, nếu mà da tay của họ dày á, thì mình sẽ làm cho nó dày thêm một xí. Tại biết sao không? Tại vì người ta làm việc rất là mạnh thì có thể dẫn tới tình trạng là bị gãy ha. Nên mình phải lưu ý ở điều đó. Rồi. Me gusta, thank you, gracias. Ok, rồi trước khi xong rồi ha, bắt đầu mình sẽ vô cái dip này ha. Đó. Rồi bây giờ là sẽ sơn, ví dụ bước đầu tiên ha. Nếu mà đi hai lớp clear, mình sẽ bước đầu tiên là lớp cỡ 6.5 nha. Đó, mình đi xuống như thế này, xong mình đè nhẹ cái. Thì cái keo bên Alex đó, các bạn cũng có cái hay là các bạn sẽ sơn được tới 2-3 ngón một lần. Các bạn không nhất thiết phải sơn một ngón nha. À, cái keo rất là hay và nó rất là mượt. Đó. Thì Alex đã fix cái chai số 2 lại rồi ha. Thì những bạn nào mà xài mà order cái đợt 2 mà bị á, thì có thể gọi cho Alex ha, để Alex ship cho cái chai mới. Hả? Rồi khi xong rồi mình sẽ vuốt này, các bạn thấy không? Bây giờ sẽ vuốt hai bên như thế này này. Để không, nó không có bị đùng. Đó, nó không có bị đùng. À, sometime nha. Rồi bây giờ mình nhớ mình đẩy vô này, các bạn nhìn ha, mình sẽ đẩy xéo này. Móng dài thì mình sẽ đẩy xéo như thế này thì nó sẽ không bao giờ bị đùng hết. Các bạn thấy không? Bên này cũng vậy. Đó, mình sẽ đẩy xéo qua. Đẩy xéo qua, thấy không? Búng một cái, thấy không?
bên này cũng vậy, đẩy xéo qua à, bốn cái con đẩy vô cái cũng được ha. Rồi bên này cũng vậy, đẩy xéo qua à, đó. Mình sử dụng cái ngón tay dưới này, mình búng như thế này, mình đừng có làm vậy nha, mà mình búng như thế này, các bạn thấy không, búng ngón tay dưới này tự động nó sẽ bung hết à. Sau đó mình chỉnh nhẹ lại như thế này, các bạn thấy không, xếp nó vẫn còn nằm nguyên. Và tiếp theo là cái ngón này ha, cái ngón này à, lại sẽ đếp là 6 rưỡi nha. Tại vì chập nó lại sẽ đếp thêm một phần nữa là bao nhiêu, tại chập nó lại sẽ đếp thêm một phần nữa là 7 là 8 nha. Đó, thay vì mình sẽ đếp cho nó dài dí, tùy theo các bạn tăng con số thôi, nó nằm trong vòng hai con số đó thôi, còn thấy không, đó nó ra rất là đều ơi là đều ha. Rồi sau khi xong rồi mình có thể đếp tiếp tục á. Những bạn nào mà thấy nghề yếu á, thì nên dùng cái cọ này vuốt cho sạch sẽ, thành thấy không, vuốt cho sạch sẽ như thế này để tránh những cái tình trạng là nó bị hư cái chai keo của mình đi. Người ta nói hộp bột mắc tiền, nhưng mà thật sự chai keo nó rất là rẻ, nhưng mà khi mình bị hư chai keo á là mình phải mua liên tục. Thay vì có nhiều bạn xài xong một bộ neo bị hư chai keo đi rồi phải lấy thêm tiền mua lại chai mới đó, nhưng hộp bột các bạn xài rất là lâu nên các bạn lưu ý nha. Đó, nên lưu ý khi mình xài mình phải chăm sóc nha. Thường thường á, và hai ngón thì các bạn đừng bao giờ cầm chai keo, các bạn bỏ một góc bên này, các bạn thấy không, tại khi các bạn làm á, có nhiều bạn cầm keo rồi đổ keo lên tay bị cháy tay đó. Nếu mà mình làm ví dụ như các bạn mà không khéo hay là các bạn mới làm mình chưa quen á, thì mình nên để một chiếc keo ở bên góc này này, mình cầm mình lấy lên thôi, mình không nhất thiết phải bỏ lên tay của mình như thế này, để có để thôi khi nó làm cho mình bị vướng đi, hoặc khi mình đúc cái hộp bột nhưng mà mình không có thể control được thì nó rất là khó đúng không. Đó thì mình nên dùng những cái này đó, đây là những cái mà nó helpful cho mình ha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ lên này, các bạn thấy không, đó mình cầm một tay như thế, con thấy không, rất là thoải mái, và mình sơn nó không bao giờ bị đùng đó. Đôi khi mình sơn là mình phải hốc cái chai keo vậy, mình hôi vậy này, thấy không, thì nó sẽ làm cho bị vướng đi đó. Rồi móng nhọn ra quá vậy, đúng là cái này em làm cho cái demo thôi đó. Thường thường thì Alex hay làm móng cốt bình xếp nhiều lắm đó, có nhiều bạn thì kêu Alex phải đổi hướng đi, có xong tham cái là móng cốt xếp hoài à. Đó, bên này cũng vậy ha. Rồi mình sẽ duỗi xuống như thế này, các bạn thấy không, mình quẹt ba ngón là mình đếp một lần cũng được mình ha. Rồi ví dụ như thường thường muốn dài, các bạn có thể chuối như này, các bạn có hai cách chuối nha, các bạn chuối ngược như thế này ha, các bạn chuối xuống nhẹ thôi, các bạn thấy không, chuối nhẹ xuống cái này, chuối cái móng xuống chứ không được đẩy xuống như thế này, nó sẽ bị đùng nha. Này các bạn nhìn ha, là sẽ làm cái này, chuối xuống như này ha, các bạn nhìn ha, relax em, relax cái tay này, chuối xuống này ha, nhẹ nhàng cho, các bạn thấy không, đó rất là nhẹ nhàng, thấy không. Còn không nữa mình sẽ đẩy xéo hộp bột qua như thế này đó, thì nó sẽ không bao giờ bị đùng hết, thấy không, nó không bao giờ bị đùng hết, thấy không, nó rất là gọn đó. À, đúng rồi, chị mua là dầm cái đợt chị mua là dầm cái đợt kia, còn cái đợt thứ hai em về là em về mới một tuần thôi là có vài cái bị, nên em đã ngưng lại cái chai số 2 này, em không có tung ra nữa, tại vì bởi cái chai số 2 mới là mới về lại rồi nên nó không có bị nữa, tại vì một tuần rồi em vừa bán thì một tuần rồi không có ai nói gì nữa nên là em đã fix rồi. Tại vì trong cái quá trình mà em ship hàng á, nó bị cái thời gian, cái thời tiết á, nó giữ hàng lâu quá thì nó bị giống như nó bị thay đổi keo này kia, mình cũng không biết được á, thì em đã fix rồi. Tại vì cái này em cũng muốn nói cho những bạn nào mà đã bị á, thì có thể đổi cho keo của em á, thì đổi, thì nếu mà xài nó bị nứt á, có thể đổi, em cho Alex cho đổi á. Tại vì cái gì cũng vậy, mình làm trong business đó là mình phải thẳng thắn á, chứ mình không có đổ thừa hay là gì hết. À, rồi bây giờ ha, rồi cái này cũng vậy, em bút xong sạch sẽ mà, nhưng mà người thấy không, rất là sạch sẽ, là khi hai lớp này rồi á mà mình cảm giác cái người khách này họ làm mình còn làm việc nặng thì mình có thể đếp thêm một lớp nữa, còn không nữa thì đến bây giờ mình sẽ đếp lớp gì, lớp màu. Rồi khi mình nhảy qua lớp màu á, thì hôm nay Alex sử dụng là màu số Alex sử dụng một màu số 99 nha, màu số 99 để màu số 99 để Alex làm cái màu này, các bạn thấy không, đó làm cái màu này. Cái khác sai của Alex đó, cái khó của Alex có cái hay là các bạn không nhất thiết phải dùng màu đen mới làm ra được, thấy không, thì đây Alex cũng thí dụ đây là một cái màu đen này đó, Alex làm cho mọi người xem thử, và cái đây là cái màu này cũng làm ra đi xài rất là bình thường, cũng rất là đẹp ha, mình không nhất thiết phải đi theo một cái bố cục ha. Rồi bây giờ là sẽ làm cho mọi người xem nha, hai Nguyễn Tấn ha. Rồi bây giờ tiếp tục Alex sẽ đếp cho mọi người xem nha, đây là bốn cái màu mà Alex ra, các bạn thấy không, bốn cái màu ra rất là đẹp, thì chắc là sẽ cho các bạn coi ha. Đây cái màu này thì Alex đã bỏ website rồi, những bạn nào mà muốn thì có thể lên website order nha, các bạn thấy không, rất là đẹp. Đây là thuộc loại nhũ, nó thuộc dạng high quality, nó không bị bạc màu và nó rất là nhỏ để các bạn đếp lên, các bạn không có bị sợ cộm hay là khi mình làm nha. Rồi bây giờ xong rồi đúng không? Rồi bây giờ Alex sẽ tiếp tục đi lại chai số 2 nha.
Nếu mà màu đậm á thì mình sẽ turn 9:30 hay 10. Nếu mà màu lạt á, nếu mà màu lạt nhớ chưa, nếu mà màu lạt á thì mình sẽ đi là 9 9:30 10. Còn màu đậm á, là đi 9:30 10. 9:30 là sơn đúng 9:30 là xong, đi lớp 10 là ok. Đó, các bạn mới vô ghề nhớ challenge nha. Chứ đừng dip nhiều quá nó sẽ bị thô nha. Rồi bây giờ Alex sẽ dip cho mọi người xem thử ha. Bên cái da tay ra và cái màu này đậm đúng không? Cái màu này đậm thì Alex sẽ đi hai lớp thôi, đi hai lớp màu thôi được rồi. À, tại vì khi mình làm một cái khách sai lên nữa hay là cái khom nữa là mình biết sẽ có một lớp màu nữa, nên mình không nhất thiết phải đi đậm quá. Còn nhìn thấy không, đẩy xéo qua như thế này, thấy không? Giữ lâu xí để cho nó đậm hơn. À, giữ lâu xí, con thấy không? Đó, cái dòng bột qua lại là vừa đắp vừa dip vừa 3D và vừa vừa làm ombre nha, nên cái các bạn làm các bạn không có sợ sệt ha. Rồi tiếp tục đến cái màu này, tiếp tục đến hộp này. Đó, mình sẽ đi 9:30 nha, 9:30. Đó, những bạn mà chưa không hiểu 9:30 có thể nhắn tin nha Lệp nha. 9:30 là gì? 9:30 là mình có thể mình đi 9:30 của cái phần cuticle, và khi mình đi xong rồi là mình kéo xuống luôn, đừng bao giờ nhấp ở dưới này. Bạn nào mà nhấp ở dưới này nhiều là sẽ bị đùng nha, cái keo sẽ bị đùng. Hoặc nếu mà nó nhiều quá mình có thể lấy cái tay nhẹ như thế này thì nó always giữ shape rất là đẹp ha. Đẩy nhẹ xéo qua như thế này, có thấy không? Đẩy xéo qua bốn cái này ha, xong mình đi vô thêm một cái nữa. Đó, nó rất là đều, còn thấy không? Nó ra rất là đều. À, rồi tiếp tục ha. Qua cái màu này thì Alex sẽ đi thêm một cái nữa là màu đen. Thì Alex cũng muốn cho mọi người coi thử màu đen ha. À, mọi người giúp Alex share cái video này nha, thank you mọi người rất là nhiều nha. Rồi đây tiếp tục là cái màu đen. Đó, cái màu đen mình cũng đi là 9:30. Đó. Thì cái lịch trình thì cuối cuối tháng này, cuối cuối năm này thì Alex sẽ có những cái lịch trình lớp, các bạn nhớ chuẩn bị nha. Thì cuối tháng này Alex sẽ có lớp ở bên Florida, lớp thì cũng sắp full rồi. Đó, thì những bạn nào mà chưa đăng ký thì có thể nhanh tay lên ha. Rồi tiếp tục là những cái lớp Virginia, Chicago, Boston and Atlanta. Đó, thì những cái lớp đó ngày mai Alex sẽ phát cái lịch lên. Thì những bạn nào mà ở vùng lân cận có thể chuẩn bị đăng ký ha. Rồi khi xong rồi mình sẽ đi thêm một cái lớp màu, các bạn thấy không? Đi một lớp 9:30 như thế này, các bạn thấy không? Thì cái lớp sau nữa mình sẽ đi bao nhiêu? Cái lớp sau nữa mình sẽ đi là 10. Đó, nên các bạn nhớ phải làm sao cho đúng ha. Cái thằng này cũng vậy. Alex sẽ đi 9:30 thôi, không có đi nhiều quá. Tại vì mình đi nhiều quá thì nó sẽ bị đùng nha. Và hạn chế này, các bạn thấy không? Kéo là kéo xuống luôn, chứ không được nhắc. Nhắc chừng nào là bị đùng chừng đó nha. Rồi tiếp tục để hộp bột vô. Như cái xí. Để hộp bột vô, nhẹ nhàng. Thấy không? Giữ lâu xí, búng này ha. Đó, để vô cái nữa, nhẹ nhàng, để vô xí. Các bạn thấy không? Nó ra rất là đều và nó không có bị gì hết, thấy không? Nó từ keo, và hồi nãy là ta nói là cố tình đi hai lớp clear để làm gì, để tạo độ dày của cái nail lên và nó không có bị đùng nha. Rồi thank you mọi người rất là nhiều nha. Giá như thế nào hả? Ok, cái giá thì chập nữa, khi Alex làm xong được, Alex có để một cái link trong website á, em bấm cái link lên đi, em bấm cái link của anh lên, bỏ nó cho mọi người click vô đi. Đó, link của cái khách ai, rồi cái khách ai cái com nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, khi mình xuống mình kéo xuống luôn, thấy không? Mình kéo xuống luôn rồi là có cái hay biết không? Đó, cho mình để các bạn nhìn thấy sát không? Đó, nó như thế này này, các bạn thấy không? Sơn sẽ gì đủ như thế này, và đâu mình dip vô này, con nhìn nè, là sẽ từ từ vô này, dip từ 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 vô thế này, con thấy không? Đi rất là sắc nhẹ nhàng ha, rồi lấy ra búng nhẹ một cái, rồi đi lại thêm một lần nữa, thấy không? Tại vì á, mình đi hai lớp màu á, là mình chỉ cần mình đi hai lớp màu là mình sao? Mình chỉ cần là đi lại thêm một lần để cho nó đậm ha. Rồi tiếp tục khi xong rồi Alex sẽ lấy một cái cọ ha. Thì bạn nào mà khéo, bạn nào mà sạch á, thì có thể đi keo lên cũng được. Nhưng bạn nào mà yếu tay nghề quá thì nên phủi như thế này. Để làm gì? Tránh hạn chế cho keo mình bị hư. Tại vì những cái màu đậm á, thì nó sẽ dính vô cái cọ của mình. Cái cọ brush của mình thì khi mình bỏ vô cái chai keo á, mình bỏ vô cái chai keo trong mấy tháng sau mình làm á, biết không? Có nhiều cái màu natural các bạn làm lên nó bị yellow, mà các bạn không biết tại nguyên nhân tại sao bị yellow. Đó, là cái nguyên nhân tại sao ha. Tại vì cái chai, những chai này các bạn thấy, nhưng mà các bạn để ý những người mà xài cái chai mà cái giống như clear vậy, mình sẽ thấy cái sự yellow rất là rõ rệt đúng không? Rồi bây giờ là sẽ đẩy vô này ha. Đó, cái màu tiếp theo thì Alex sẽ đẩy là màu số 10 này ha, các bạn thấy không? Đẩy vừa vô sát cuticle. Các bạn biết tại sao nó có một cái cuticle đẹp như vậy? Tại vì khi Alex dùng một cái bộ đồ giũa tròn thì nó sẽ làm cho cái cuticle mình nó tròn. Đó, và mình không cần phải giũa nhiều nữa. Ha, à, xong mình đẩy vô này ha, đẩy xéo qua cái móng dài, đẩy xéo qua là an toàn nhất, đẩy xéo qua là ít khi bị đụng lắm, các bạn thấy không? Nó rất là tròn khi cổ. Rồi bên này cũng vậy, tiếp tục hiểu gì vậy? Hiểu gì vậy hả? Cái hiểu qua là đang lại xài là hiểu của Chanel nha em, hàng bên Chanel hết nha.
À, thì những sản phẩm nào các bạn xài, các bạn thấy good, các bạn có thể cho lại một cái lời khuyên cũng giống như là một cái tấm hình, hay là các bạn nào mà có cái kệ trong tiệm mình có cái kệ bột á, hay xài những sản phẩm chất nail hơn, có thể cho lại những tấm hình đó để được làm những cái kỷ niệm ha. Đó. Thì đôi khi là nhận lên những cái mà lại rất là chân thành cảm ơn. Rồi các bạn thấy không, nó rất là điệu. Và tiếp tục đến màu này là màu gì, màu đen. À, màu đen thì có một cái bột trắng dính vô ha, là sẽ lấy ra. Rồi bây giờ là sẽ đi màu đen vô ha. À, đen là đi hết cái màu này luôn. À, bây giờ mình đi lên là 10 nha. Hồi nãy là 9 rưỡi giờ 10 này. Đó, mình nhớ lấy sau cái keo ở trên cho nó đều nha. Rồi tiếp tục đi xuống luôn. Cái cọ qua lại có cái hay á, là cái cọ này màu trắng này nó có cái hay á, là các bạn sơn rất là đã, các bạn không có sợ là bị chui ra ngoài da nha. Đó, sơn để đâu có nằm đó, thì những bạn nào có cái cọ đi qua lại rồi các bạn biết đúng không? Sơn rất là sướng và không có bị gì hết nha. Bonita, oh thank you ha. Rồi Trí Nguyễn. Rồi để lại ta ghim cái thằng này vô. Đâu rồi, có cái thằng Linh đâu rồi, cái Linh đâu rồi. Mình mới để lên đó Để là ghim cho, để là ghim cái nè, ghim vô cho mọi người mua cho dễ này. có liền rồi đó. Nó không phải cái ghim nó đây này. Mọi người để lại xí nha, là sẽ cho mọi người Đó cái rồi, Linh mình để nha. cái liền rồi Để cái Linh. đó đó. Rồi. Rồi ghim ghim bình luận này. Rồi, các bạn thấy cái Linh không? Rồi bây giờ là sẽ đẩy vô thử một cái nha. And this one too. Bây giờ mình đẩy cho các bạn thấy không? Mình cầm cái tay như thế này á, thì đôi khi nó rất là khó làm và đôi khi nó sẽ chảy vô. Có nhiều bạn làm xong bị keo dính vô da mà không biết nguyên nhân tại sao hết, thấy không? Thì thay vì đó mình để cái keo vô. Và cái thứ hai các bạn biết tại sao không? Nó hay cái là khi các bạn để cái chai keo vậy á, cái mũi các bạn sẽ hít vô cái keo này, các bạn nhớ chưa? Ở đây nó không thấy, mà khi các bạn để vậy á thì nó có một cái nó mà lại phát hiện được. Nhiều người làm deep không có biết được, khi làm vậy tự nhiên cái keo mình nó bắt cái keo ra, mình sẽ hít lên cái lỗ mũi của mình, là mình sẽ bị sốc đi, nên mình để cái chai keo ở dưới nó hay hơn là khi mình cầm lên. Tại mình cầm lên á thì nó sẽ bị sốc, tại khi mình cố gắng mình cố tình để mình làm cho cái cua tròn thì mình phải đối diện cái khuôn mặt vô cái ngón nail, thì khi mình đối diện khuôn mặt cái ngón nail thì cái keo nó bắt lên mình sẽ hít vô, nên bởi vậy các bạn đừng có cầm vô nó sẽ hay hơn đó. Tại làm keo deep nó cũng rất là độc chứ không phải là không độc đó, tại nó chỉ good cho customer nhưng mà nó độc cho mình, nên các bạn phải nhớ nha, chữ skin sức khỏe. Rồi bây giờ đến cái ngón này là món màu đen nha, đến cái ngón màu đen. Giá như thế nào để mua một set vừa deep vừa dark eyelid? Chị Loan thì nó có gì chị chập chị gọi cho em ha, hoặc chị inbox riêng nha cho nhân viên của em nha. Rồi bây giờ là sẽ để chai thứ hai nữa, là cái chai này vô nữa, các bạn thấy không, nó perfect, thấy không, cái kia cổ ra rất là tròn, cái cọ này sơn rất là good. Các bạn làm các bạn không sợ gì nữa, các bạn thấy không, cái cọ sơn rất là good. Rồi khi xong rồi mình sẽ đẩy cái lớp đen vô này ha, đẩy nhẹ vô, còn thấy không, đẩy xéo như này, là sẽ đẩy xéo cho con coi này, đẩy xéo từ 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 vô, còn thấy không, nó đẩy xéo từ từ vô thì nó sẽ không bao giờ bị đùng hết. Đó, những bạn nào mà deep hay bị đùng á thì có thể áp dụng cái cách của Alex nha. Đó, thì hy vọng sẽ giúp mọi người rất là nhiều. Rồi khi xong rồi Alex sẽ phủi sơ qua một xíu nha, phủi sơ cho sạch sẽ cái đó, phủi sơ sạch sẽ cái. Rồi mình xong rồi mình sẽ bỏ lớp gì lên, mình bỏ cái chai số 2 lên nữa, thêm một lần nữa rồi mình sẽ bỏ gì lên đó. Các bạn thấy không, đôi khi nó mắc một cái ria ria nhỏ này, các bạn nếu mà các bạn cố tình lấy gỡ ra nó rất là hay, tại vì cái ria nhỏ này mình nghĩ chặt mình sẽ dũa, nhưng mà cái ria này khi các bạn quét keo lên nó sẽ đụng cái keo vô, nó động cái keo vô nó sẽ làm cho bị đùng đó, đó cũng là một cái nguyên nhân, các bạn thấy không. Đó, mình nhỏ mình lấy ra đi thì chặt mình dũa không có nhiều, các bạn thấy không. Đó, đây là cũng là một cái trick mà bạn nào làm deep mà chưa được smooth lắm thì có thể áp dụng cái trick này ha. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ dùng cái lớp clear lên. Đó, cái lớp clear lên này ha. Rồi mình cũng dùng chai keo lại đi thêm một lần nữa. Đó, anh sẽ đi cho thẳng cho mọi người xem thử nha. Rồi để là show cho mọi người xem nha. Đây là cái dip hồi nãy lịch làm, các bạn nhớ không? Đó, khi mà nó ra như thế này thì chập nữa các bạn cũng sẽ nhìn bộ nail. Để làm sao để làm ra được cái ombre kim tuyến ra như thế này thì chập anh sẽ chia sẻ bằng cái trick nha. Đó, rất là hay. Anh cũng mới phát hiện hồi chiều thôi. Rồi để cái keo vô, bỏ cái keo vô, đẩy xuống, kéo, các bạn thấy không, kéo xuống một cái đó, kéo xuống một cái, xong rồi đến cái ngón này cũng vậy, bỏ vô, thấy không, bẫy vừa tới đó, đẩy nhẹ nhẹ từ từ nha, rồi kéo xuống một cái, rồi bên này cũng vậy ha. Đó, mình có thể đi hai cái à, xong mình đẩy vô một cái này, búng nha, các bạn thấy không, bỏ vô một cái búng. Nhưng mà nhớ xâm tham có nhiều màu đen, các bạn nhớ nha, cái màu đen bên này đó thì nó không đến nổi nó dính cái tay, các bạn thấy không, cái dip cái màu đen các bạn thấy có nhiều màu đen dip dơ tay lắm, nhưng mà cái màu đen bên này đó Alembic nó không bị dơ tay, nên các bạn có thể có những cái lợi thế làm về những cái màu đậm để không đến nổi, các bạn thấy không, nó không bị dính nhiều giống như những cái màu đen fishman nhiều, nên các bạn sẽ yên tâm về cái phần đó nha. Sometimes các bạn không link ở dưới này các bạn biết không, thì khi các bạn dip vô hộp bột đó, nó sẽ dơ nguyên cái hộp bột clear, lưu ý nha.
Đó thì đây là những cái mà anh chia sẻ cho các bạn ha. Rồi tiếp tục cái thằng này cũng vậy, mình sẽ kéo xuống rất là đều này, thấy không? Mình kéo nhẹ xuống cái thì bên này cũng vậy, các bạn thấy không? Đó, bên này cũng vậy, kéo xuống cho từ. Đó, nếu mà người khách này họ làm việc wrap nữa thì mình có thể đi hai lớp clear, còn nếu mà họ làm không wrap á, thì mình có thể đi một lớp thôi, mình không nhất thiết phải đi hai lớp. À, còn thấy không, hoặc đi thêm một cái nữa như thế này để cho nó mượt. Rồi thằng bên này cũng vậy. À, thì Alex, bên Alex đó mới ra một cái loại deep clear giống như natural set vậy đó, thì khi các bạn về các bạn làm chứ Làm ghim đó. này, ghim 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 cái này nè, ghim cái mới Đây, gửi phui cho phui sạch sẽ này. thoát Rồi ra đây đó đi được leader, ghim này. được rồi được rồi. Rồi tiếp tục ha, thằng này cũng vậy ha, cái leader chập nó đi, đang làm khách sai. Rồi còn thấy không, thằng này cũng vậy, anh lịch đẩy xuống, nó xuống từ 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 xuống. À, rất là hay ha. Rồi bên này cũng vậy, nhẹ nhàng. Rồi mình đẩy vô một cái nha, mình đẩy nhẹ vô một cái rồi búng không, đẩy nhẹ vô một cái rồi búng ha. Rồi khi xong rồi á thì Alex có một cái chia sẻ nữa, nếu mà các bạn nào mà muốn á, cái này là cái mà Alex thấy á, tại vì á thì muốn nó chắc chắn hơn nữa và nó better hơn nữa mà không có sợ bị gãy á, tại vì sometimes á các bạn biết không, theo Alex thấy thì có nhiều người chia sẻ cho Alex á, thì khi xong rồi mà mình muốn mà cái nail nó hạn chế luôn, xong các bạn thấy không, giống như quẹt keo chỗ này hơi nhiều chỗ kia hơi ít, thì sometimes các bạn sẽ thấy được những cái clear ở đây nó không đủ keo đúng không, thì sometimes nó cũng có thể làm cho rất là dễ gãy. Thì thay vì đó các bạn muốn chắc chắn thêm một lần nữa thì các bạn có thể áp dụng cái cách này, các bạn có thể bỏ thêm một lớp keo một lần nữa, thì bạn nào mà làm hay gãy nha hoặc hay bị khớp complain nhiều có thể áp dụng cái cách này, bỏ keo thêm một lần nữa rồi sau đó mình mới bỏ number three. À, mình đổ number three à, thì cái cơ hội các bạn làm nó bột đó thì nó rất là chắc, và khi các bạn làm xong rồi các bạn có thể dũa liền được luôn, và các bạn dũa nó không bị mất bột. À, đây là cái cây cuối cùng mà mình chia sẻ ha. À, bỏ lên như thế này à, xong rồi á mình làm cái bàn tay kia là mình bỏ cái quạt đúng không, mình bỏ cái quạt cho nó khô đó, thằng này cũng vậy, chứa xuống từ còn thấy không, đó mình làm như vậy còn thấy không, từ khi là tiếp trên lớp cuối tới giờ thấy không, không đến nỗi mà bị mất cái sếp ha, tại vì anh hay lấy cái tay làm á, bởi vì cái sếp cái kia nó bị mất lắm. Rồi thằng này cũng vậy, nhẹ nhàng đó. Rồi thằng kia cũng vậy nha đó. Thì hy vọng ha, thì hy vọng thì những bạn nào mà làm thì có thể áp dụng cách này ha, tại vì trên thị trường dip bây giờ cũng rất là thịnh hành, hết 60-70% là dip. Anh lại thấy là cái dip cả ngày cũng rất là mạnh. À, thì có những cái tiểu bang ở những vùng cận giống như sa mạc hay là bên Arizona á, thì thường thường người ta làm ruộng nhiều hay là làm về nông nghiệp nhiều, thì đôi khi á, họ làm phải làm acrylic hay làm mẻ họ làm nhiều, nhưng mà đa phần thì hiện tại là thấy là làm bếp rất là nhiều đó. À, thì mình có thể áp dụng những cái cách đó. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ đợi khô một xí nha, mình đợi khô một xí đó. Thì riêng bên cái Alex đó, cái riêng bên cái chai keo của Alex có cái hay ấy, là các bạn xong rồi ấy, các bạn có thể activate liền được luôn cũng được nữa, nó không bị cứng cọ, nó không bị cứng cọ nha, nhớ chưa, nó các bạn có thể activate liền được luôn đó. Thì Alex sẽ lấy cho số 2, Alex activate cho các bạn thử nha. Đó, thì Alex các bạn không biết Alex sao thì bên Alex đó là activate được, là các bạn nhìn này ha. Đó bây giờ Alex sẽ activate nha, không bị cứng cọ này, bỏ keo lên đó, activate liền được luôn, các bạn thấy không? Bên này cũng vậy, activate liền được luôn. Rồi. Bỏ lên. Này, các bạn thấy không? Đó là activate liền được nha. Rồi. Alex sẽ show cho mọi người xem khi Alex lấy cái cỏ đó có bị cứng không nha. Đây. Này, các bạn nhìn này ha. Đây Alex lấy cái cỏ, các bạn thấy không? À, rồi ha, bây giờ mình sẽ bỏ vô cái keo nha. À, bỏ vô cái kia nha. Cho nó khô xí nha. Nhưng mà nhớ ít nhất á, ít nhất là mình cũng phải để cái gì? Ít nhất á, là mình cũng phải để bao lâu? Ít nhất là mình cũng phải để cỡ 30 giây tới 1 phút nha. Rồi sau đó mình activate á, thì nó sẽ hạn chế đi cái trường hợp cứng cọ này, các bạn thấy không? Nó sẽ rìa lại như thế này. Thấy không? Đó, thì đó, thì làm mấy cái màu đen này thì nó hơi dơ một xí nha, thì mình cố gắng nha, mình cố gắng mình làm sao cho nó mượt. Rồi bây giờ Alex sẽ tiếp tục nha, tiếp tục làm cái bước tiếp theo. À, cái màu cái bình nó vô em, à, bình nó vô vô mà. rồi Rồi, khi mình xong rồi đúng không? Các bạn sẽ dũa liền được luôn. Đó, các bạn sẽ dũa liền được luôn ha. Đó, mình rờ thử coi.
Đó, mình sẽ rửa liền được luôn. Thì các bạn sẽ dùng cái đầu dũa này. Đó, các bạn sẽ dùng cái đầu dũa này ha. Đó. Cũng có nhiều cái hãng nhưng mà thường thường đa phần là các bạn Axivay liền á, là nó bị cứng cỏ. Nhưng mà cái thằng này á, các bạn cứ để trong quạt á, cho nó khô xí, hiểu không? Trong vòng 30 giây thì mình sẽ dũa liền được ha. Các bạn thấy không? Đó, mình dũa giống như bột, các bạn thấy không? Nó không bị mất bột. Đó, thì biết tại sao không? Tại vì nó đủ cái lớp keo trên thì khi mình dũa, các bạn thấy không? Đó, nó không bị mất bột. Đó, thì các bạn có thể áp dụng cái cách này nha. Là sức sức gần được coi. Đó, các bạn thấy không? Dũa rất là thoải mái ha. Bên này cũng vậy. Đó, mình dũa chứ không phải là mình đè mạnh quá nha, vừa thôi. Đó. Rồi. Bên kia cũng vậy. Này, ha, mình dũa rất là thoải mái, bên kia cũng vậy ha. Rồi. Từ 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 đi lên ha. Rồi đi xuống từ từ. Đó, còn thấy không? Đó. Thằng kia giờ đã có nhiều công ty inbox chị nha. Ok. Nước dip có bình lớn không? Có nha chị, có nha. Nước dip của em có chai refill nha. Đó. Rồi, thấy không? Mình dũa rất là êm tay ha, bên này cũng vậy. Này, các bạn thấy không? Đó, mình dũa rất là êm tay. Rồi, thằng này cũng vậy nha. Đó, thường thường mà các bạn cố gắng làm sao cho nó tròn đó thì các bạn ít nhất xong đó các bạn chỉ chạy cái thằng này vô này, các bạn thấy không? Chỉ chạy thằng này vô thôi. Các bạn không cần phải dũa cuticle cũng được nha. À, dũa cuticle cũng được, nhẹ nhàng. Dũa cuticle cũng được. Rồi các bạn những bạn nào mà ở xa quá giờ này khuya rồi có thể ngủ đi ha. Hay là giúp Alex share cái video này để khi ngày mai á dậy á mình có thể mở cái Facebook mình lên ha, mình có thể coi cũng được nữa. À, các bạn không nhất thiết phải coi hết cái like, thì sau cái like này các bạn thấy Alex làm clip cũng nhanh rồi, cái Alex sẽ show cho các bạn người xem cái trick làm design nha. Đó, các bạn thấy không? Mình dũa rất là êm và mình không có sợ bị chém bột. Và cái dũa này rất là hay này, cái dũa này các bạn phải dùng cho vừa bột này, vừa dùng cho dip này, vừa dùng cho tháo xi lát cũng được nữa, rất là hay. Đó. Và thứ hai là mình không có bị sợ bị chém. Sau đó mình làm thôi, mình giữ cái một cái này các bạn thấy không? Làm một nhẹ như thế này các bạn thấy không? Rồi, thấy không? Anh sẽ dũa thêm như thế này các bạn thấy không? Nó rất là gọn và rất là đều, thấy không? Rất là đều các bạn thấy không? Đó, đây là một cái mình dũa rất là nhanh. Tại vì xâm thăm có nhiều bạn dũa nó sẽ bị gì không? Bị mất cái gờ trong này đi. Thì thay vì đó mình có thể áp dụng cái cách của Alex nha. Rồi, các bạn thấy cái link của Trí Nguyễn để không? Bây giờ các bạn sẽ bỏ cái dũa như thế này ha. Mình sẽ dũa xuống. Mình sẽ dũa rất là đều. Đó, mình dũa xuống bên này cũng vậy. Đó, tại vì hồi nãy Alex đã cố tình lấy cái tay làm, thì bây giờ Alex chỉ dũa sơ qua thôi. Đó, dũa sơ qua thôi. Đó, thì trường hợp ví dụ có nhiều người khách đó họ nghĩ là cái móng nhọn quá đúng không? Thì mình có thể cắt đây một cái này, mình cắt nhẹ nhẹ đây một cái theo mình dũa như thế này để cho nó bớt lục đi. À, nó có hai cách để làm ha. Các bạn không nhất thiết phải làm theo quá nhọn ha, nhưng mà các bạn có thể học theo cái cách mà để làm sao cho nó ra nó đều và sau đó mình làm rất là lẹ. À, mình làm như thế này không? À, còn ví dụ như có nhiều người khách họ kêu nhọn quá đúng không, thì Alex sẽ show cho mọi người xem thử để làm như thế nào để cho nó nhanh. Thay vì biết cái thằng này đúng không, này dũa hai bên xong thẳng, đừng thẳng và tương đương với nhau. Rồi, sau khi xong rồi đúng không, bên này cũng vậy. Sau khi xong rồi mình có thể cầm cái dũa ở đây, mình dũa cho nó lục bớt đi, các bạn thấy không? Thì nó sẽ lục bớt cái đầu này, mình sẽ xoáy như thế này, các bạn thấy không? Thì cái độ nhọn nó sẽ khác nhau. Đó. Các bạn không nhất thiết phải làm giống như Alex thôi, nhưng mà các bạn chỉ cách học những cái trick làm theo thôi. Đó, tùy theo những người khách họ có muốn shot thì mình sẽ dũa như thế này. Đó, thì nó bớt độ nhọn đi, thì không mình không có bị khách bị gãy bị gì hay là bị đâm ha. Thường thường cái móng này thì ngày xưa Alex làm là hay làm cho những cô mà làm trong trip club là những cô gái nhảy á, thì họ hay làm móng ngóng này thôi. Đó, hoặc là những cô gái mà đi đánh ghen thôi, còn thường thường là không có làm cái móng này ha. Đó. Đó, bên này cũng vậy. Rồi mình dạy nha nè. Bên này mình đè nhẹ lên, mình đè nhẹ các bạn thấy không? Đè nhẹ lên, đi nhẹ lên chiếc này này để cho nó tròn cái bột lên. Đó, bên này cũng vậy. Đó. Xong tay mình chỉnh qua bên tay này, hai bên tay nha. Đó, cho nó đều. Đó. Bên này cũng vậy ha, xuống. Rồi, Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều ha đã dành cái thời gian cho coi cái like của Alex. À, cũng trong thời gian qua cũng giống như là ủng hộ những cái con sản phẩm của Chanel ha. Thank you rất là nhiều. À, thì hy vọng Alex sẽ còn một vài tháng nữa Alex sẽ ra supply. Thì hy vọng những bạn nằm ở những cái tiểu bang mà có supply ha, thì hy vọng Alex sẽ connect những supply đó, thì sẽ bỏ hàng vô rồi giúp cho các bạn dễ mua hơn. Và khi mình tới và sau đó trong nhóm sẽ đưa ra những lịch trình đi show từ những cái tiểu bang như thế này để làm gì, để giúp cho mọi người chia sẻ về những cái kinh nghiệm cũng giống như là những cái kỹ thuật làm nail,
thì hy vọng sẽ gặp được mọi người sớm có thể ha. Rồi bên này cũng vậy, rồi có anh thấy không, rồi xong rồi bên này cũng vậy ha. Đó, mình để vài cái thôi. Đó, cái dũa này lấy cái tay ép vô nha, mình không được lấy gì, mình không được lấy cái tay đẩy vô mà mình lấy ngón tay đẩy vô, nhớ nha các bạn, nhớ nha. Đó, mình lấy ngón tay đẩy vô, mình dũa rất là đen, có thấy không, lấy ngón tay đẩy vô thì tự nhiên cái dũa nó rất là êm và khách hàng họ sẽ không bị gì, họ khách hàng họ sẽ không bị đau tay nha. Bên ảnh vậy, tiếng Huế mua rồi, tiếng Huế hả. Đó, xong rồi bây giờ mình dũa lên đi hí Ngọc Hiên, rồi bên này cũng rửa, móc từ dưới lên hí, bên này cũng rửa. Rồi sống rồi mình sẽ buộc bên đi. À, còn nghe rõ không? Rồi bên này cũng vậy ha. À, sau khi mình xong rồi, mình sẽ liếc từ dưới, còn thấy không? Liếc từ dưới này lên này để cho nó gần dưới lên. Có nghĩa là các bạn sẽ liếc từ dưới này ha, xong các bạn đi lên như thế này, liếc từ dưới đi lên thì tự động tất cả những cái khúc nối nó sẽ đi rất là đều nha. Rồi sống. Rồi mình sẽ lấy cái máy á, thường thường á các bạn có thể đi máy chạy cho sơ lại một xí. Hiểu không? Các bạn sẽ dùng cái đầu dũa này, này ha. Sẽ dùng cái đầu dũa qua lại cái dũa này đi chạy cho sơ lại một xí critical thôi. À, còn xâm thang các bạn thôi cần chạy cũng được à, tại vì các bạn khi còn sơn khi cổ đẹp rồi các bạn không cần phải chạy khi cổ cũng được à, đi nhẹ nhàng ha cho nó cái còn khi cổ con theo nhẹ thôi à, nó tròn ha, nó tròn vo luôn đó, nó tròn giống Alex vậy đó. Bên này cũng vậy đó, nhẹ cái này bên ra nha, bên nhẹ ra để cho nó sát vô này con theo đó, nó vừa tách đôi cái da chết ra và nó vừa làm cho nó tròn này à, con theo đi từ dưới lên theo đi từ dưới thế lên không đó, nó rất là sạch. Và bên này cũng vậy đó, nhẹ thôi, không được mình quả nhá, mình gọi là vợ về vợ lắm, về vợ lắm hí. Anh ơi toàn có YouTube mới được xem like hoài lại giúp anh giúp làm được kỳ. Oh, thank you em nha. À, đúng là có nhiều bạn từ trước cái giờ cứ nghĩ là Alex làm bên YouTube á à, không à, thì thường thường á muốn coi like trực tiếp có thể lên cái phiếu qua Alex á, thì có thể share dùm biết qua Alex ha, thì có thể coi cái like trực tiếp bên này. Rồi các bạn thấy không, khi mình xong sạch sẽ rồi mình sẽ bóc phở thôi. Không, mình làm rất là nhanh đó. Các bạn thấy không, khi mà cái cách Alex chia sẻ các bạn cũng không có cầu kỳ đúng không, nhanh gọn và thứ nào thì nó sẽ giúp cho mình xây cái tham đó. Nhưng mà có cái hay là các bạn sẽ dùng áp dụng cái đầu dũa này ha, thì nó giúp cho mình có một cái cuticle khi mình làm dip nó rất là sạch đó, cái dũa này với cái dũa này ha đó, mình làm cho rất là sạch đó. Thì những bạn nào mà chưa có thể vào website Alex order ha đó. Bên này cũng vậy, hoặc các bạn có thể điện vào đường dây, điện vào số điện thoại là 714 37 37 37 90858. Alex có tới 3 đường like lận, và Alex chuẩn bị bắt thêm một đường like nữa, tại vì trong công ty một ngày 3 đường like cũng cũng gọi rất là nhiều, rất là busy, nên xâm tham nhiều bạn gọi vô là cũng complain là tiệm không không có mở cửa sao gì, gọi vô toàn là bị không à. Tại vì ở cái tiệm Alex á, công ty Alex á là rất là một ngày rất là nhiều gọi vô nên không có control được hết được. Thì Alex sẽ cố gắng ra thêm một đường line nữa hơn, là tổng cộng 4 đường dây. Thì cái gì các bạn có thể order nó dễ hơn ha. Rồi bên này cũng vậy. Đó. Tại vì á, bên của Alex á là không có là supply từ trước cái giờ, chỉ là online only. Với là khách hàng á, đa phần là không phải ở nước Mỹ không, ở UK, ở Pháp, ở Ba Lan, rất là nhiều nước đặt vô đặt hàng, nên sometime đường dây nó bị, mà các bạn biết mỗi khi mà họ gọi order là ít nhất cũng phải là 15-20 phút là gọi vô là hỏi hàng này rồi mua rồi trả tiền rồi này kia rồi, bây giờ cái cách nó hơi lâu xí thì những bạn nào gọi vô cũng thông cảm ha, hoặc có thể gọi cho Alex cũng được nữa, thôi gọi cho Alex thì hy vọng sẽ giúp cho mọi người ha. Rồi khi mình xong, các bạn thấy không, khi mà mình xong những cái nail này các bạn thấy không, rồi bây giờ Alex sẽ show cho mọi người xem thử ha, để làm như thế nào để có ra được cái một cái bộ nail đẹp cực kỳ như vậy. À, rất là dễ và rất là gọn, rất là kiếm tiền ha. Rồi đây là cái một cái hộp kim tuyến, thì khi Alex làm này, đây cái hộp kim tuyến này ha. Đó, cái kim tuyến này đó, thì khi mà Alex làm cái này á, Alex sẽ có hai cách để cố tình. Thứ nhất á, là Alex sẽ thêm một lớp cách ai trước nha. Alex sẽ dùng cái chai xem nó đổ rồi, các bạn thấy cái kim tuyến đẹp không, Alex lỡ làm đổ rồi ha. Các bạn nhớ khi mà làm cái này đổ, các bạn nhớ dùng cho Alex á, là các bạn dùng với Alex là cái giấy A4 nha, đừng bao giờ dùng cái giấy làm bột nha, tại vì lỡ máy nó đổ là mình không có đổ được ngược vô được cái hộp bột nha. Đó, các bạn phải lưu ý cho Alex nha. Rồi mình sẽ đổ cho lại này, các bạn thấy không, đó mình sẽ dùng cái tờ giấy như thế này, mình sẽ đổ vô như thế này thì người chủ của mình cũng rất là vui ha, không có bị tốn, tại các bạn xàm trong một bộ nail mà các bạn bị tốn nó rất là uổng lắm. Rồi mình đổ vào như thế này, anh thấy không, đổ vô lại à, đổ vô lại như thế này ha. À, thì nó sẽ ra hết các bạn thấy không, là sẽ búng này, thấy không, nó ra lại hết, thấy không, đó, thấy
Thấy không? Nó vô lại hết như thế này ha. Nên nhớ nhà dùng một cái tờ giấy A4. Rồi. Bây giờ các bạn giúp Alex share cái video này nha. Rồi bây giờ Alex sẽ start ha. Cái chai hôm nay thì Alex sẽ làm là Alex có tới 12 màu lắm. Thì Alex sẽ start là cái chai số số hình như là số 4 thằng ta. Số 4. Nó số 1, Alex nhớ số 1. Số 1 hay số 2? Số 1 được rồi. Số 1. Tại hồi nãy mới làm xong rồi. Số 2. Số 2 đúng không? Nè, số 2 nè. Rồi, số 2 đâu? Rồi. Số 2 không? Nó số 2 là màu xanh. Không, mọi người đợi Alex xí nha. Mọi người sẽ coi nó đẹp không nha. Màu nâu. Không phải chai này, ngoài chai này. À, làm mình làm giống nó chọc chết nữa. Hôm nay là vừa mới đẻ mà. Đây, số này. Đúng rồi, số đây nè, cái màu này nè, đâu là cái sample này. Đây cái màu này nè, cái màu này là số cái màu một. Số hình như là số 11. Số 1 không? Cái số này. Số 1. Không, mình lấy cái màu này cũng được đi, chơi đại đi. Cách xử lý điểm quá. Ok rồi bây giờ nha. Bây giờ Alex cũng làm cái số màu này nha. Cũng có nhiều cái màu đẹp lắm. Đó thì các bạn thấy không? Alex lấy cái màu này luôn cho cái màu này cho mọi người xem thử nha. Rồi bây giờ bước đầu tiên nha là mình sẽ để cái màu thằng số thằng cách ai lên nha. Để lên. Rồi mình để xuống. Không phải thằng này. Màu này. Không phải thằng này. Thằng này cũng đẹp nữa, thằng này cũng đẹp. Trang. Trang ha. Rồi. Rồi. Hả? Khi cách Avena lại đó có cái hay là các bạn sơn một lớp á thì nó sẽ ra thành khom. Các bạn thấy không? Nó sẽ ra thành khom. Đó, nó ra thành khom và nó hai màu nha, nó ra thành hai màu. Các bạn thấy không? Nó sẽ ra thành khom. Cái lớp thứ hai á thì sau khi xong đúng không? Mình có thể lấy cái thằng múc lên. Cái thằng này múc lên. Các bạn có hai cách để làm ha. Các bạn có thể bỏ một cách đầu tiên như thế này xong các bạn bỏ thấp quốc lên. Hoặc cách thứ hai các bạn có thể lấy một cái muỗng nha, các bạn múc. Các bạn sẽ múc nó lên. À thì bây giờ là sẽ múc cho mọi người xem thử nha. Múc cái thằng này lên này. Cái thằng này là ombre nha, các bạn nhìn nha. Cái thằng này thì Alex sẽ làm ombre này ha. Các bạn để ý này, khi mà làm ombre đây, đây là một cái trick mà Alex... Oh, đấy không? Lộn màu thấy chưa? Thấy không? Không phải màu này, không phải màu này, thấy chưa? Không phải màu này, nè. Đâu, số 11. Số 11. Nè. Phải không? Số 11. Alex sẽ lấy màu khác cho mọi người. Cái màu này cũng đẹp nữa nhưng mà nó không có hợp với màu này. Đó, nên Alex sẽ đổi này nha. Bảy cái này. Ờ, như có màu xanh, như có màu xanh không Alex? Không phải màu này em, trời ơi, nên có mượn nữa. Đây là cái màu rõ ràng đây mà. Đó, không phải. Màu số 3. Đâu nó là màu đá. Màu đá. Nè. Đá bụng thì. Số 2. Đây đó. Để coi nè. Để coi nè. Qua đây coi. Rồi. Đúng rồi, màu này nha, đây là cái màu này nha. Màu này là màu số 12 nha, màu số 12. Ở màu số 12 này là một cái màu đậm, các bạn thấy không? Một cái màu đậm mà Alex làm ra cũng rất là đẹp. Những cái màu nổi thì không nói này nha. Đó. Khi mình xong rồi vút nhẹ lên cái nha. Mình vút nhẹ lên cái, các bạn thấy không? Rồi sau đó mình sẽ giúp dùng màu rồi đấy. Đúng màu rồi đấy, đúng rồi. Ai cũng nói đúng màu này. Rồi ha, bây giờ nè. Em lấy cái đèn mình giấu đi cho mọi người thấy nè. Bây giờ Alex sẽ lấy cái muỗng này ha. Alex sẽ múc lên này ha. Alex sẽ múc lên này, các bạn nhìn này ha. Sao xí nha. Đúng rồi, lên. Alex sẽ đổ này. Cái ombre á thì các bạn Alex sẽ đổ như thế này nè, đổ như thế này trước. Mình đổ như thế này trước nha. Rồi, mình sẽ búng ra, mình sẽ búng nhẹ lên ha. Búng nhẹ lên thế này, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái thằng này ha. Mình sẽ dùng cái thằng này mình múc nhỏ là như thế này. Mình đổ như giữa này nè ha, giữa như thằng này. Rồi bắt đầu mình búng xuống này, các bạn nhìn nha, mình búng xuống từ cho nó ít lại nè. Rồi bắt đầu mình búng ngược xuống, mình búng xuống ngược như thế này này, nó ra thành ombre này. Ha, thấy không? Mình búng ngược như thế này nó ra thành ombre. Cho mình bỏ thêm xí nữa. Rồi, mình búng ngược nha, búng ngược như này để cuối nghe búng thì tự động nó sẽ lăn xuống. Còn thấy không? Tự động nó sẽ bơi xuống, thấy không? Tự động nó sẽ bơi xuống ra ombre rất là đẹp. Thấy không? Bỏ xuống rồi lại sẽ đi thêm một cái chấn động trên nữa. Đó.
Cái này rất là hay ha, cái này cũng là một cái trick rất là hay. Đó, các bạn nào mà cứ thử làm ông đây kiểu này nha. Đấy, búng xuống là đang ướt thấy không, nó tự động nó ra thấy không, các bạn thấy không? Đó, rất là hay ha. Rồi, bắt đầu mình xong rồi, ở trên này mình bỏ vô đèn, mình chích chết lại mình bỏ vô đèn, còn thấy không? Rất là đẹp ha. Giá bao nhiêu hả? Cái này lạ là chỉ ra là tổng bốn cộng chục là 5 trăm màu nha. Đấy, cái màu này cũng rất là đẹp này, bốn cái màu là màu bạch kim này, này màu là màu bạch kim nha. bốn màu Đó. Thì một hộp này thường thường á, bốn màu các bốn bạn mua mươi có cái nào này thường hợp cái hộp này thì một hộp này là 10 đồng thôi. Các bạn xài rất là lâu. Các bạn nhớ nha, chặt cái bộ neo này các bạn ít nhất phải chặt cho là 10 15 đồng một bộ nha, 10 15 đồng một bộ. anh bấm giùm em Đó. Tại cái kim tuyến này nó hơi mắc một xí, nó sáng mà nó hơi mắc đèn một xí. tắt rồi Cái đèn này nó lên rồi em. Cái đèn kia đâu? rồi được rồi lên này. Lên chưa? Rồi cho anh mượn cái tay tiếp theo nha. Rồi. Đây, cái ngón này là cái ngón này ha, rồi tiếp tục đến cái ngón này. Đó, đã làm xong rồi, Alex sẽ cho mọi người xem cái cut eye nha. Rồi tiếp tục. Đau hỏng quá. Rồi tiếp tục anh mượn ngay. Rồi tiếp tục đến cái màu này nha. Đó. Cái thằng này anh sẽ đi Alex sẽ đi hold nail. Đó. Tại vì khi các bạn sơn á, các bạn có cố tình nó giúp Alex đó là sơn cho nó dày xí, sơn cho nó dày xí để cho nó đủ cái độ mà cái kim tuyến nó lạnh vô cái face mình nha. Rồi cho nó dày xí, các bạn thấy không, cho nó dày xí nha. Rồi model qua lại rất là kỹ ha. Nửa đêm mà lịch đói bụng rồi cũng biết là trong góc mình xíu nữa. Rồi bây giờ tiếp tục ha, lấy cái đẹp nha. Này là sẽ múc cho nhà thứ nha, mọi người nhìn nha, múc vô đổ từ trên xuống luôn, đổ từ trên xuống. Đó, bổ từ trên xuống. Rồi mọi người thấy không? Rất là đẹp. Đó, bây giờ mình búng, lấy cái tay búng này giống như đít vậy đó, các bạn thấy không? Mình búng giống như đít vậy đó, nó rất là đẹp, thấy không? Holy Hill nãy giờ me me cái màu qua là đúng không? Biết mà ở bên kia nhìn nó nói ông Alex ơi, ngày mai phải gửi tôi Em gấp cái màu này ha. Rồi sau khi nó động xong đúng không? Sau khi nó động xong rồi đó là mình sẽ đi thêm một cái nữa. Biết sao? Tại bây giờ nó lạnh xuống hết rồi. Đó mình sẽ đi thêm một lần nữa. Còn không nữa thì các bạn có thể đi một lớp đầu tiên đúng không? đi. Các bạn bỏ vô đèn khô đã, các bạn muốn là những khách nào mà rob nhiều á, các bạn dip một lớp đầu tiên cho nó khô là các bạn bỏ vô đèn cho nó khô. Rồi các bạn có thể bỏ treo lên cũng được nữa. Tại cái này hồi nãy là làm mát rồi. Anh chưa thử top coat bao giờ, để là thử một cái nha. Thì mình làm xong một cái xong rồi mình sẽ đi thêm một lớp top nữa, rồi mình bỏ cái thêm hai nữa thì nó tạo cái độ dày đi. Thì sometime nó sẽ cũng rất là hay, để tại vì có nhiều người khách họ làm drop đúng không, thì nó sẽ giữ rất là lâu hơn nữa đó. Thì mình có hai cái cách để mình làm nha. Rồi các bạn thấy không, rồi xong rồi anh lại sẽ đi thêm một lần nữa là cái thằng top coat đi, hoặc các bạn có thể dùng keo số 2 làm cũng được nha, nhớ cho là. Hoặc các bạn có thể dùng keo số 2 làm cũng được nữa. Top à? Top coat. Nè, nè, nè. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái top coat lên thử nha. Cái này thì Alex trước chưa có try thử, nhưng mà Alex sẽ try thử cái quay thử nha. Alex sẽ thử đi thử thêm một lần như thế này. Qua bỏ đi thằng đẹp, thằng gì đó. Thằng shiny này nó cũng đẹp quá này. Wow, đẹp quá. Con thấy không? Quá đẹp luôn, đi thằng shiny này nó cũng đẹp nữa. Rồi. Mình xong đúng không? Rồi bắt đầu mình nhớ là cái cọ nhớ là phải sạch sẽ, là bỏ vô cái chai keo nha. Rồi top coat nhận tôi hư cái chai của mình nha, các bạn thấy không? Shiny cũng đẹp nữa. Shiny là mình bỏ một lớp vô khô đúng không? Khô xong rồi là mình bỏ một lớp khô xong rồi là mình bỏ vô đèn cho khô xong rồi ra mình bỏ thêm một lớp coat nữa thì nó không bị sần chùi nha. Rồi sau đó mình sẽ đi thêm một lần nữa. Đó, nếu mà các bạn sợ sẽ thôi whatever. Các bạn sẽ áp dụng thêm một lần nữa. Đó, thì bây giờ nó có được độ dày tương đương và lỡ may nó có bị làm việc mòn rốt quá é vừa khi về nhà cái gì nó cũng không có bị nha. Đó, thấy không, bây giờ nó có một cái đủ độ cái độ dày tương đương. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp. Đó. Đó. Bên này cũng vậy, búng nhẹ nhẹ như thế này rồi bỏ vô đèn ra lệch nha cho nó khô. Sau khi nó khô rồi mình có thể dùng một cái chuỗi mình quét ha, cũng không có tệ. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái thằng này qua một bên, rồi mình sẽ lấy cái kim tuyến này nha, mình đổ vô cái hũ lại, các bạn nhớ chưa, đổ cho cái hũ lại. Cái hũ này xài rất là nhiều nha, rất là nhiều. Đó. Rồi cái thằng này, kim tuyến này á, là nó có cái hay là các bạn có thể dùng dip cho cũng được nữa, tại vì nó thuộc dạng là dòng để dùng cho dùng dip cũng được nữa, có thấy không, đổ vô. Một ngón này cũng nơi làm cũng rất là nhiều nha, ngón này cũng làm được ombre với cái kia nữa. Mình xong mình để cho lại ha. Đó. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ đối diện cái tay cái bên này, ha, còn trên nhìn này. Cái tay cái bên này con chỉ nhìn thấy không? Đó, con chỉ nhìn thấy nó rất là đẹp. Rồi, các bạn sẽ làm gì nữa? Các bạn sẽ làm một cái bước cuối cùng cho Alex là gì?
các bạn sẽ siêu lại ở hai bên cái góc này để tránh trường hợp mắc vô tóc. À, tránh là trường hợp đến tóc. Móc bên này một cái nữa, móc lại trên lưng gối. Cái trên này mỏng quá thì mình có thể dùng cái gì? Mình có thể dùng cái cọ mình làm vô. Đó, các bạn làm như thế này. Alegan thì các bạn nó làm xong cách 2-3 tuần trở sau nó vẫn còn nằm y nguyên, nó không bị chóc. Tại sometimes các bạn làm đẹp mà các bạn không siêu bên này nó sẽ mắc cho tóc nha. Thì người khách về nhà họ cũng rất, cái này thuộc dạng mask. Đó, xong mình có thể đi siêu từng cái nữa thì con này không, nó rất là chắc và nó không bao giờ bị gì, bị chóc. Rồi à, tiếp tục à, cái bước cuối cùng nữa là Alex sẽ làm cái comb nha. Cái comb nãy Alex đã làm rồi đúng không? Cái bước cuối cùng là Alex sẽ làm thành cái khác ai đủ kiểu nha, nó có nhiều đủ luôn. Rồi cái màu mà Alex đang làm thuộc dạy là thuộc dạng là nó rainbow, nó đủ màu hết nên các bạn làm rất là đẹp nha. Rồi bây giờ các bạn thấy cái màu này đúng không? Bây giờ Alex sẽ bỏ cái thằng này lên thử nha. À, các bạn Alex sẽ làm cho mọi người xem thử này. Bỏ lên này, không nhất thiết phải làm màu đen nha, tại vì có nhiều khách hàng họ rất là cự màu đen, họ không thích màu đen. Thì bên cái dòng sản phẩm bên Alex đó thì các bạn có thể xàm cho những màu đen cũng được. Đó, một lớp thôi, các bạn thấy không, như thế này. Các bạn thấy không, các bạn có nhất thiết phải làm móng nhọn hay là nhọn đó, xong rồi các bạn sẽ bỏ lên như thế này đó. Các bạn có làm móng copy shape whatever ha, xong mình bỏ lên. Rồi bây giờ Alex sẽ soi còn coi thử nó ra như thế nào nha. Cái đèn em, cái đèn lên à. Rồi Alex sẽ dùng hai cái cây này. Khi các bạn mua một bộ cast eye ấy, thì bên công ty Alex sẽ tặng cho các bạn là một gì, bên công ty Alex sẽ tặng cho các bạn là một cái hai cái sample cast eye. À, hai cái sample là cái mẫu á, là cái vị treo mà thay vì về nhà mình phải tự làm đúng không, thì các bạn không cần phải làm nữa. Rồi các bạn được tặng hai cái cây này, rồi các bạn được tặng thêm một chai thấp cốt nữa nha. Đó, nên các bạn sẽ xài. Rồi cái này á thì Alex sẽ đi hai cái kiểu như thế này nha, các bạn nhớ nha, mình sẽ đi kiểu như thế này, nhớ chưa, mình sẽ đi ngang. Rồi bây giờ là sẽ đi ngang nha. Mình sẽ đi ngang, sẽ sát đi nè, giỏi sát đi, chọn sát, đây nè, trên này nè, sát vô. Đó, mình sẽ đi sát vô, rồi, từ, anh đi, Alex đi hơi mạnh tay xí nha, các bạn đợi xí nha, Alex hơi mạnh tay vô cái này, đâu là cái chai đâu rồi. Xong mình có cái tập là mình làm xong rồi mình cắt vô. Số 12 đúng không? Số 11. Đây. Đây nè. Ở đây, nó nằm đây, sorry mọi người nha. Này, khi mọi người thấy không, khi mà cái chai nó ra đẹp không, các mọi người thấy không, khi các bạn xoay vô cái hướng này các bạn thấy không? Nó sẽ ra cái màu khác, và khi các bạn để nó ra cái hướng khác thấy không, xuống đây nó ra cái màu khác, các bạn thấy không, nó rất là đẹp. Đó, ra rồi đó, hồi nãy Alex là làm nó ra rồi đó. Mình có thể làm tùy đậm hay lạt tùy theo mình thích thôi, các bạn thấy không. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vô cái thằng kia, mình bỏ vô đèn cho nó khô xí em. Bỏ vô đèn cho nó khô xí. Rồi sau khi xong rồi đúng không, mình sẽ bỏ làm tới cái ngón tiếp tục là cái ngón màu đen nha. Hồi nãy là cái ngón màu hồng đó, mình là sẽ làm màu ngón đen này thử. Tại vì thường thường á, đa phần là người ta làm mấy cái này trên màu đen không à. Đó, nên các bạn không nhất thiết phải làm trên màu đen, các bạn có thể làm trên những cái màu lạt này cũng được nữa. Mình không nhất thiết nha. Và cái này á, khi các bạn làm mát nó cũng đẹp nữa. Đó, làm mát là phải nói cực kỳ beautiful luôn ha. Rồi xong rồi mình sẽ bỏ cái thằng này nha, các bạn nhìn nha. Cái thằng này Alex sẽ đi hướng khác. Alex sẽ đi hướng khác nha. Này, các bạn thấy không? Để đây là màu khác mà để lên đây là màu khác, các bạn thấy không? Để lên đây là màu xanh mà để xuống đây là màu nâu, các bạn thấy không? Để xuống đây là màu xanh, các bạn thấy không? Nó thành là màu xanh và để xuống đây là màu tím, thấy không? Nó thành giống như là rainbow nhiều bảy sắc cột vồng vậy đó. Đó. Thì khi mình để xuống sẽ có thằng này nha. Rồi, cái thằng này á thì Alex sẽ để cái cây như thế này nha, các bạn nhìn nha. Alex sẽ đi cái cây như thế này. Đó, cái cây như thế này nha, các bạn nhìn này. Đây là một cái bài test này. Mình sẽ đi cái cây như thế này nha, đi ngang. Để vô. Rồi mình sẽ đi cái cây như thế này, các bạn thấy không? Đó, mình sẽ đi cái cây như thế này. Đó, tùy theo mọi người thích đi theo cái quay nào nha. Rồi Alex sẽ cho mọi người xem thử coi. Đó, các bạn thấy không? Đó, ra đây nó thành một cái mẫu. Rồi tiếp tục mình sẽ bỏ vô đèn. Mà khi cái này có cái hay là khi các bạn làm một cái tự động, cái này nó sẽ rất là trong và nó rất là đều. Nó, các bạn thấy không, chưa bỏ top coat là đã thấy nó bóng rồi, cũng thấy nó trong rồi. Mà mình bỏ top coat lên nữa là nó cực kỳ rất là đẹp. Đó, nó cực kỳ rất là đẹp. Rồi đó là cái cách thứ ba, cách thứ hai rồi cái cách cuối cùng nữa là mình Alex sẽ đi cái quay hai kiểu này, quay hai kiểu này nha. Đó, hoặc cái kiểu này là tùy các bạn thích thôi.
Đó, đi kiểu này cũng được nè. Mình nhớ nha, mình đi cái quay nào là mình nhớ. Khi ở trong tiệm á, mình làm cái quay xong á, mình kêu một cái người thợ cái bên nó chụp tấm hình lại. Để khi mà một người thợ khác vô làm á, thì họ có thể chụp và làm y chang giống như là cái người kia. Đó, còn nếu mà mình làm xong mình không nhớ là cái người thợ sau họ vô họ không biết làm như thế nào. Đó, nên các bạn phải lưu ý nha. Đó, rồi tiếp tục, cái thằng này là cái thằng cuối cùng. Đó, thằng cuối cùng là cúng quỷ á. Rồi, xong tiếp tục mình xuống. Rồi, xong ha, mình bỏ vô đèn. À, mình bỏ đi, quên. Bỏ vô đèn coi như là xong phim rồi. Rồi, đây là cho mọi người này, cái món này này. Rồi, cái ngón này á, thì Alex sẽ đi xéo như này, các bạn nhìn nha. Alex sẽ đi hai cái cây như thế này này. Các bạn nhìn thấy chưa, hai cái cây như thế này. Hai cây nằm ngang như thế này nha. Alex sẽ bóng xà là xí này. Hai cái cây Alex sẽ để như thế này, nhớ chưa. Hai cây Alex sẽ để như thế này. Các bạn nhìn nha, Alex phóng gần lên. Rồi. Hai cây ngang. Rồi, thấy không? Anh sẽ đi ngược lại như thế này, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp. Đó, tôi bắt đầu mình chỉnh. Không biết là xâm thang các bạn làm xong các bạn thấy không? Bạn nào máy máy tay làm gì cũng đẹp đó này. Không máy máy tay chỉnh cái thằng bên này hay chỉnh cái thằng nó cong vô cũng đẹp đó này. Đó, tùy theo mình thích ha. Mình chỉnh. Đó, xong rồi mình sẽ bỏ vô cái đèn cho nó khô. Bỏ leader lên Omri, đúng rồi, khách ai hả sư phụ? Cái này là vừa khom vừa khách ai nha. Thứ 5900 chuẩn rồi hả? Bỏ lên coi thử, đúng rồi. Phụ đồng tháp. Rồi, sau khi xong rồi á, Alex sẽ dùng cái loại keo này ha. Thì bạn nào mà đã vừa rồi có cái hộp keo mà Alex xài, tại vì cái size nhỏ Alex ra không kịp, thì bạn nào mà muốn đó có thể xài cái hộp keo bự như thế này. Alex ra cái hộp này á, là nó gấp tới gần 7 8 9 hộp cái hộp, mà hộp keo kia là các bạn mua một hộp này các bạn fill ra được 10 cái hộp kia. Thì thay vì cái hộp kia các bạn mua 12 đồng hay là 10 đồng gì đó thì các bạn mua 15 đồng. Đó thì cái hộp này các bạn fill ra được gần 10 hộp lắm. Đó thì khi các bạn mua cái hộp này có 40 thôi. Và khi các bạn mua cái hộp này thì lại tặng cho bạn một cái top coat nữa, và cái hộp này làm rất là lâu. À, tại vì nhiều bạn là xài keo mau hết quá nên lại cũng sẽ ra hai cái size, một loại size bự và một loại size nhỏ nha. À, thì cái size nhỏ trong quá thì nó lại đang làm hộp nên chưa có ra kịp, thì những bạn nào mà không đợi kịp á, thì có thể mua ha. Còn đây Alex đang xài cái hãng là Swarovski ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái đai mình lên. Rồi khi mình bỏ đai mình lên mình sẽ dùng với cái thằng top coat này nha. Đó là xong. Rồi cái thằng bỏ đèn Cái nó đen khô đá xí đi. hả? Bỏ đèn xí đi cho nó khô đi. Rồi Alex sẽ dùng cái cọ này nha. Cái cọ này là cái cọ của Chanel luôn. Bắt đầu mình sẽ dùng cái chai keo lên. Mình sẽ bỏ lên. Đó. Ha, còn thấy mình bỏ mình dùng rất là lâu. Alex hay chơi cái chiêu này, Alex bỏ tờ giấy này này. Đó, mình xài rất là lâu và thứ hai nữa mình không bị hao keo. Đó. Chủ rất là vui nữa. Đó mình bỏ mà mình lấy cái hộp kia mình lấy lên nó nhiều quá, nó nhiều quá thì nó rất là control. Mình bỏ mà mình xài cái thiệt á, mình xài như thế này thiệt á. Một năm sau mới gặp lại Alex mua hộp keo lắm. Đó bên này như vậy ha. Đó, bỏ một xí keo như thế này. Rồi sau đó mình sẽ làm gì? Mình bỏ thấp cốt lên. Đó, mình bỏ thấp cốt lên. Bỏ thấp cốt lên. Cái keo đánh đá này có cái hay là khi các bạn sơn lên nó sẽ tự động hòa quyện chung với gì, nó sẽ hòa tự động hòa quyện chung với cái gì, nó sẽ tự động hòa quyện chung với cái top coat của mình luôn, nó không có bị đơ là bị gồ ghề á. Đó, nó có cái hay là ở chỗ đó. Cái đánh đá thôi Kè trong này. Rồi cái ngón này á, là sẽ bỏ một cái ngón đá như thế này ở đây ha, để cho nó cuộc đời nở hoa ha. Cái đá ở đây chỉnh nhẹ thôi. Rồi mình vuốt hai bên ha, vuốt hai bên như thế này. Rồi bỏ đèn nhanh cái nha, coi thử mấy ngón kia nha, chuẩn bị một ngón kia thôi. Rồi lên chưa đây này, trời ơi. cũng được, cái này phải lưu điện. Rồi được chưa? Rồi rồi xong cái ngón này ha, lại sẽ bỏ thấp cốt cái ngón tiếp theo. À, cái ngón tiếp theo là cái ngón này, các bạn thấy không? Ngón tiếp theo là cái ngón này. Chết Anh bỏ kìa. vô đèn đúng không? Để xéo tay không sợ nó đổ dùng. Rồi cái đúng rồi, cái ngón này nãy Mày không gắn lên luôn trời. gắn xéo cái gì đúng rồi. Rồi cái thằng này á, thì Alex sẽ đi đi ngược đời xí nha. Anh đi ngược đời xí, anh đi ngược đời xuống xí nha.
Tại cái ngón này hồi nãy đáng lẽ là Alex sẽ làm theo cái kiểu này này. Alex hồi nãy là làm theo cái kiểu này này. Đó. Mình đi theo cái đường lăn nha, mình đừng theo cái đường lăn xuống. Đó, nhìn sẽ nhìn cái bộ nail rất là sang ha. Mình theo cái đường lăn xuống, thằng bên này cũng vậy. Có một khúc nhỏ hơn ta. Đây. Rồi, ha. Khi mình xong rồi, mình sẽ chỉnh sơ lại cho nó tròn. Rồi, mình chỉnh lại nha. Rồi, bỏ vô đèn nha mọi người. Hay cuộc sống bên cuộc đời đó hay cuộc sống của keo bánh đá bao nhiêu vậy? Hộp keo bánh đá này là 40 nha em. Em xài lâu lắm. Cái hộp này em xài rất là lâu nha. Rồi bên này một cái nữa, bên này anh lại xài thêm một cái nha. Em bỏ đèn đúng không? Cái này bỏ đèn nó khô nha mọi người. Nãy ui trời nó cứ ngắt, nó còn thấy không? Chưa kịp làm nữa mà cứ ngắt rồi này. Tại hồi nãy cái ngón này anh lại bỏ mà là chưa có bỏ đèn đó. Anh bỏ mà chưa bỏ đèn mà đã bật bỏ đèn nó khô. Rồi bỏ lại thêm sình nữa con thấy không? Cái keo bánh đá rất là mau cứng nha. Nó cứng ngắt luôn. Và các bạn nhớ cho là khi các bạn bỏ vô là các bạn ít nhất các bạn phải bỏ đèn ra lại là ít nhất phải 2 phút trở lên. 2 phút trở lên thì nó sẽ khô cực kỳ khô. Và Alex sẽ garanti cho mọi người là khi nó trở lại nó sẽ vẫn nằm yên nguyên. Và thậm chí có nhiều khách hàng gọi vô Alex nói làm sao để rửa cục đá ra. Đó, tại nó quá cứng đi. Đó, cũng có nhiều người gọi vô thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách gỡ nha. Đó, tại vì các bạn bỏ 1 phút á, thì nó không đủ cái độ khiêu nha. Ít nhất cũng phải 2 độ 2 phút. Rồi. Mình sẽ để vài hột đây mình ở đây. Bên kia cũng vậy. Đó, sơ vậy ha. Là thấy bộ neo này nó thấy nó sang rồi đó. Đó. Bỏ nhiều quá thì nhìn nó giống cải lương. Đó, tại cái này á, là nó đã đơn giản và sang đẹp rồi. Nếu mình bỏ nguyên cái móng nữa thì mình nhìn nó hơi bị nhiều lắm. Đó, thì rồi thêm ngón nữa, hai ngón nữa là xong rồi, thẩm định vậy nha. Ở xong rồi mình chỉnh này ha, mình chỉnh cho nó đều lại, chỉnh đều lại rồi, bên này vậy mình chỉnh ra ha, chỉnh cho đều lại xong bỏ cho đèn ha. Rồi bỏ cho đèn. Đẹp đẹp chịu không nổi hí. Thank you hí. Rồi xong là bộ đít nha. Vậy là mình xong rồi, sau đó mình sẽ ốp cái keo, các bạn thấy không? Các bạn mà xài như thế này á, các bạn thấy không? Mình xài xong mình để vô lại thấy không? Đó, xong rồi lâu lâu á các bạn để như thế này này các bạn á, lâu lâu các bạn đập ngược lại các xong các bạn làm như thế, các bạn thấy không? Là khi nào mình mở ra mình cũng xài ngay chỗ tờ giấy thôi. Đó, mình xài ngay chỗ tờ giấy thôi nha. Đó. Thì các bạn có thể áp dụng cái kit chia qua lệch ha. Đó. Rồi. Đó. Chỉ cho người ta biết gì để người ta xài cho lâu. Đó. Tại vì đôi khi có nhiều bạn lấy nhiều quá thì đôi khi bỏ lên nó mất đi gồ ghề cái bộ neo. Tại khi mà lịch bán hàng cũng giống như những cái mình chia sẻ những cái kỹ thuật nó cho nó có nghĩa là sao để làm sao để cho nó có hiệu quả và nó không có bị rốt rầm. Đôi khi mình bán được củ keo mà mình không chỉ người ta lấy nhiều quá thì người ta làm ra cũng không có đẹp đúng không? Thì thay vì đó thì mình phải nói ra những cái trick như vậy để làm gì, để cho khi người ta làm ra người ta thấy ồ nó lại xác liền như vậy. Rồi khi mà xong rồi mình sẽ bỏ cái gì vô, mình sẽ bỏ chai dầu vô ha, xong mình sẽ chụp hình đó, mình sẽ chụp hình ha, không cần phải get top hả Alex? Hồi nãy Alex bỏ top coat lên rồi, cái này Alex bỏ top coat lên đúng không? Đúng rồi, Alex bỏ top coat lên đúng không? Alex bỏ top coat lên rồi, kêu đến đá là top rồi. No, hồi nãy anh có bỏ thuốc cốt lên cái chai chứ, anh bỏ lên mà đúng không? Chai đạo. Cái anh bỏ lên cái ngón gì đó, cái ngón nhẫn á. À? Ừ. Có rồi mà, đúng rồi, anh Alex bỏ lên rồi mà. Bỏ lên rồi. Ha, có nghĩa là bỏ thuốc cốt lên xong mình bỏ lên luôn. Rồi bên này cũng vậy ha, đó, xong một bộ dip. Dip cũng thể làm design cũng như bình thường nha, cũng giống như bao người khác. Đó, cũng làm được design. Đó, thì anh thua là mình chỉ cần design thôi. Đó. Bên này cũng vậy, bỏ luôn bắt xa tay như thế này cho sạch sẽ ha. Rồi sau đó mình sẽ chụp hình. Đó. Bên này cũng vậy. Rồi sau khi xong rồi á, mình sẽ bỏ cái tờ giấy xéo xéo này ha. Alex sẽ cho các bạn coi cái bộ này, bỏ cái đèn cho anh đi, bỏ cái đèn kia. Bỏ vô cái đèn. Rồi. Rồi cho anh mượn cái tay này không? Được rồi. Anh có cái đèn đây rồi. Không có cái đèn này rồi.
Còn thấy không? Còn thấy đẹp không? Rất là đẹp ha. Rồi bỏ cái tay kia vô nữa em. Bỏ cái tay kia vô, thả lỏng tay này, thả lỏng tay này, bỏ tay kia vô. Bỏ tay chồng cái tay kia vô, bỏ chồng lên. Chồng lên. Ồ đẹp quá. Rồi còn thấy không? Đó, rất là đẹp ha. Đó, sau khi bộ nail này về rồi, còn thấy không? Đá squat chuyển rất là sáng nữa. Đó, xong mình mu lên này. Các bạn thấy không? Mu lên nó sẽ là màu khác này. Ví dụ cái ngón nhẫn này ha. Cái ngón con thấy không? Ở lệch đẩy lên này. Đó, nó sẽ là những cái màu rất là đẹp. Rồi cái ngón cái đi ha, cho ngón coi con cái thử đi. Đẩy lên. Rồi. Không cần cover đá nữa hả? Đá xịn không dùng top coat cover, không không là sáng, không sáng. Không cần nha. Cái đá xịn này Alex bỏ gel dày nữa thôi, không cần cho tí. Đó, còn muốn nữa thì mình lấy cái chai thóp cái keo mình chích chích xung quanh vậy là xong ha. Đó, vậy là xong rồi ha. Rồi Alex sẽ cho mọi người xem thêm mà cái những cái màu ở đây này. Ở đây là cái màu hồi chiều Alex đã làm ra thêm vài cái màu rất là đẹp này. Ở đây là cái màu bạch kim này ha. Đó, đây là cái màu này. Rồi cái màu tiếp theo nữa là cái màu thằng này. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đó. Mình làm trên móng dài thì nó hơi lon, nhưng mà mình làm trong móng ngắn á mình sẽ thấy nó rất là đẹp ha. Ok, Alex bye bye mọi người nha. Alex chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ha. Thank you mọi người watching my video ha. Rồi những bạn nào mà đã nhận hàng Alex rồi có thể nha. Rồi giúp Alex có một cái là giúp cho Alex đó là khi mình làm xong rồi á, các bạn nhớ giúp cho Alex đó là cho Alex tấm hình. Đại khái như thì các bạn làm xong bột xong rồi có thể bỏ một cái hộp bột kế bên như thế này. Cho anh mượn cái hộp bột em. Cho mượn cái nail em, anh chỉ cho mọi người xem này. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, mọi người có thể giúp Alex đó một cái thì Alex xin ở một cái là gì, các bạn có thể bỏ bộ nail như thế này xong. Các bạn thấy không, con mà cái tay cho nó điều lại, rồi cái tay bên kia cho mượn. Rồi, các bạn để cho Alex xin vài tấm hình nha. Và xin vài tấm hình để Alex bỏ lên cái sản phẩm cho những người bạn khác vô. Họ có thể coi những cái product. Rồi các bạn bỏ thêm cho Alex là một cái chai như thế này. Hoặc hộp bột đi, bỏ hộp bột cho Alex. Đó, đại khái vậy nha, mình bỏ một bột như thế này mình chụp cho Alex nha. Thì Alex cảm ơn rất là nhiều, Alex chỉ xin vậy thôi. Đó, thì bạn nào có nhớ có những cái kệ bột ở trong tiệm thì có thể giúp cho Alex cho Alex cái tấm hình kệ bột hoặc cái, những cái mẫu như thế này. Rồi khi xong rồi cho Alex một cái tấm hình hộp bột nữa là xong. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.